Công an Đắk Nông đấu tranh triệt phá một nhóm đối tượng mạo danh thư ký lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh này để lừa đảo chiếm đoạt hơn 2,2 tỷ đồng. Ngày 15 tháng 3, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với ba đối tượng bao gồm: Lê Thương, 21 tuổi, chủ tại xã Phước Thắng, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định bị khởi tố điều tra về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu, tài liệu, cơ quan, tổ chức. Tô Văn Giản, 50 tuổi, trú tại phường Nghĩa Đức, thành phố Giang Nghĩa, tỉnh Đắk Nông. Và Nguyễn Á, 32 tuổi, trú tại phường Phú Lâm, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Bị khởi tố điều tra về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Kết quả điều tra xác định, với thủ đoạn gian dối, giả mạo cán bộ trợ lý giúp việc cho lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Nông. Ba đối tượng đã làm giả các hồ sơ, tài liệu để thực hiện dự án trang trại chăn nuôi lợn quy mô lớn tại tỉnh Đắk Nông. Từ tháng 12 năm 2021 đến tháng 8 năm 2022, ba đối tượng nói trên đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của một doanh nghiệp có trụ sở tại Bình Phước với số tiền gần 2,2 tỷ đồng.